Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến anh chị và các bạn phần 1 của bài 4 Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bản từ mới Xin mời mọi người chúng ta cùng xem tham khảo nha Thứ nhất ta có từ sữa chen sữa chen âm ám việc là thời gian và nó cũng có cái nghĩa là thời gian thôi ta xem ví dụ nè ní dụ sự gen ma bạn có thời gian không nếu có ta trả lời dộ không có trả lời mỹ dộ ní dụ sự gen ma dộ mỹ dộ cái tiếp nữa ta xem cái phần lưu ý bộ chữ nhật có nghĩa là mặt trời hoặc là chỉ những gì liên quan đến thời gian ngày xưa người ta thường quan sát mặt trời mặt trăng hoặc là các cái vì sao trên trời để tính thời gian cho nên nó có bộ nhật là như vậy đó Từ thứ hai ta có từ sen chai, sen chai ở mức việc là hiện tại, có nghĩa là bây giờ, có đôi khi ta dịch là hiện nay. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè. Sen chai papa yo shi ma? Bây giờ bố có thời gian không? Ta mei you shi ông không có thời gian. Sen chai papa yo shi ma? Ta mei you shi jian. chúng ta xem lưu ý nếu tách một cái từ chai ra không thì có nghĩa là ở ví dụ xin quên lầu sư chai cha ma xin hỏi thầy có ở nhà không pu tha bủ chai cha lưu ý phía sau từ pu từ nào mà mang thanh tư thì pu sẽ đọc là bủ cái tiếp ta có từ thứ ba đó là từ chiên thiên ông hán việc là kim thiên có nghĩa là hôm nay hoặc là bữa nay ví dụ Thiên, nghỉ chạy cho em à? Hôm nay bạn có ở nhà không? Nếu có, ta nói chạy. Không có, nói là buổi chạy. Lưu ý một cái từ Thiên có nghĩa là ngày hoặc là hôm. Và nó không có lượng từ. Như vậy, để nói một ngày, ta nói là Y Thiên. Hai ngày là Lèng Thiên. Ba ngày là San Thiên. 10 ngày là sửa thiên, cứ y như vậy, chúng ta ghép vào thôi. Nhớ là không có thêm lượng từ cưa hay bất cứ một cái lượng từ nào khác nha. Cái tiếp nữa ta có từ miễn thiên. Miễn thiên âm hóa Việt là minh thiên, à, có nghĩa là ngày mai. Ta xem ví dụ, miễn thiên, níu sửa gen mà. Ngày mai bạn có thời gian không? Nếu có trả lời là dộ Không có trả lời mỹ dộ Miễn thiến, nếu dụ sửa anh mà Dộ, mỹ dộ Ta xem cái phần uh, lưu ý ở bên dưới Bên dưới ta có bộ chữ nguyệt Nguyệt có nghĩa là mặt trăng Và nguyệt cũng có nghĩa là tháng Cho nên để nói tháng 1 ta sẽ nói là yue Tháng 2 là 二月, e Tháng 3 là 三月 tháng 12 là sữa a nhớ chúng ta không có thêm cưa gì hết vào chỗ này nha nếu thêm cưa vào nó sẽ ra thành các cái nghĩa khác mà ta lưu ý điều đó cái tiếp ta có từ thứ năm từ thứ năm là miễn niệm có âm hóa việt là minh niên có nghĩa là năm sau ví dụ miễn niên, của sự ba suy của sang ta sẽ nì Năm sau tôi 18 tuổi, tôi vào đại học. Còn bạn? Miễn nén của 18 tuổi, tôi sang đại học. nén của 15 tuổi, tôi sang trung học. Năm sau tôi 15 tuổi, tôi vào trung học. Đây là hai người đang trò chuyện với nhau. Và ta lưu ý từ nén không có lượng từ. Nó cũng giống như từ thiên vậy. Do đó, chúng ta có thể nói một năm là nói là y nén. Hai năm là liền nén. Ba năm là san nén. cho đến 99 chín. À, 99 năm thì là chiều sửa chiều nén à, Chỉ vậy thôi Kế tiếp nữa ta có từ sơ Sơ âm hóa việc là sự Có nghĩa là việc hay sự việc hay là chuyện gì đó Ví dụ miễn thiên Ní dụ ma Ngày mai bạn có thời gian không vậy Mỹ miễn thiên của dụ Không có Ngày mai tôi có việc rồi Miễn thiên ní ma miễn thiên của ta mở rộng có từ thủng sư là đồng nghiệp. Tôi là giáo viên, cô ấy cũng là giáo viên, chúng tôi là đồng nghiệp của nhau. Từ thứ bảy đó là từ nợn, nợn âm hán Việt là chữ năng. À có nghĩa là có thể hoặc là được từ này nó có cách dùng tương đối phức tạp một chút cho nên mình phải cố gắng giải thích thứ nhất nó biểu thị cái năng lực hoặc là cái sở trường của một cái người nào đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ nẫn này ví dụ tha y phân rung nẫn dỗ xanh bãi mị tha y phân rung dỗ xanh bãi mị anh ấy một phút có thể bơi được 300 trăm mét đó là chỉ cái năng lực của anh ấy cho nên là chúng ta dùng từ nẫn Ví dụ hai, Tha y thiên nẫn chi tru u sử cơ hán Anh ấy trong vòng một ngày có thể nhớ được 50 cái chữ hán thì đó cũng là cái năng lực, cái sở trường của anh ấy. Nên ta cũng dùng từ nẫn. Anh ấy trong một ngày có thể nhớ được 50 cái chữ hán. Kế tiếp nữa có cách dùng khác đó là khi bị mất một cái năng lực nào đó hoặc là khôi phục một cái năng lực nào đó thì chúng ta cũng dùng cái từ nẫn này ví dụ tha sổ sâu sáng là pu nẫn tà lãnh chữa là cái tay của anh ấy bị thương rồi không thể chơi bóng rổ được nữa như vậy là cũng dùng pu nẫn hình thức phủ định là pu nẫn thì mình dịch thoáng hơn là anh ấy bị thương ở tay không thể chơi bóng rổ được nữa Cái tiếp tha chẹo hảo là chẹo là cái chân tha chẹo hảo là nẫn thi chủ chữa là Chân của anh ấy khỏe lại rồi, có thể chơi bóng đá được rồi. Nẫn thì chủ chủ là à, khôi phục năng lực. Và cái tiếp nữa là nó biểu thị à, không thể làm một cái việc nào đó. Tức là có việc mình không làm được. Ví dụ, miễn thiên của dầu sơ, Miễn thiên của ngày mai <laughs> tôi có việc. nẫn không thể cùng với bạn đi chơi. Chư quản là đi chơi. Thì dịch là đi chơi với bạn Việc nó không thể làm được mình Nên mình dùng hình thức phủ định là Pua nợ Cái tiếp nữa ta có từ thứ 8 Đó là từ khờ với gì Ghép vô đọc là khờ gì Khờ gì cũng có nghĩa là có thể hoặc là được Cách dùng khác từ nẫn một tí Thứ nhất là dùng để hỏi ý kiến của người khác Mình muốn hỏi ý kiến người khác Thì bắt buộc phải dùng từ khờ gì này Ví dụ Ồ khờ gì sửa tiền mà tôi có thể dùng một chút cái quyển từ điển của anh không? Hoặc khởi gì dùng dùng thì tôi sửa tiền mà. Tôi có thể dùng quyển từ điển của anh một chút không? Dùng dùng tức là dùng một chút. Đó là họ ý kiến người khác. Ngoài ra nó còn biểu thị cái điều kiện khách quan cho phép. Ví dụ, thiên chi là khởi gì dùng dùng là. Thiên là thời tiết, thiên chi là thời tiết. Nóng rồi, khởi vô dồn là có thể đi bơi được rồi đó là điều kiện khách quan cho phép hoặc là trơ trang thoảng hành ta khởi vì suy sanh cơ rệnh thoảng là giường trơ trang thoảng là cái giường này rất to có thể ngủ được ba người khởi vì suy sanh cơ rệnh đó là khách quan cho phép Cái tiếp nữa từ khởi gì À, dùng ở trong cái lời khuyên người khác ví dụ mình thấy cái việc gì đó được mình nói với người ta ví dụ việc học ngoại ngữ thì đi khởi gì tua thiên tua xẻ tua khan bạn có thể nghe nhiều viết nhiều và xem nhiều đi khởi gì tua thiên tua xẻ tua khan hoặc là đi khởi gì trạo quản lao sư ban anh có thể tìm thầy vương để giúp đỡ đi khởi gì trạo quản lao sư ban mạng Đó là dùng trong lời khuyên à, Chúng ta cứ à, Cố gắng nhớ nó một thời gian Thì chúng ta sẽ quen thôi Kế tiếp nữa ta có từ bang Bang âm hán Việt là bang Có nghĩa là giúp hoặc là giúp đỡ Miễn thế thì khởi gì bang hòa ma Ngày mai anh có thể giúp tôi không? À, miễn thế thì khởi gì bán hòa ma Xin lỗi, ngày mai tôi có việc rồi tôi không thể giúp bạn. ở trên hỏi ý kiến dùng khứa gì, ở dưới thì dùng nẫn Cái tiếp nữa ta có từ thứ 10 đó là từ khứa chi, khứa chi ông báo việc là khách khí, à, có nghĩa là khách sáo, có khi cũng dùng là khách khí được. À, dùng trong cái trường hợp là người ta cảm ơn mình. Ví dụ người ta nói xie xie thì mình trả lời không khứa chi xe xe bù khơ đó là một cặp và mở rộng ra ta lấy từ khơ với từ rỉnh ghép vào khơ rỉnh có nghĩa là khách ví dụ có khách đến chẳng hạn dù khơ rảnh lại kế tiếp nữa ta có từ lão gia ông nói việc là lao giá ghép chung vào thì trong tiếng việt không còn dùng nhưng tách ra thì vẫn còn ví dụ lao trong lao động chẳng hạn à, và chữ giá ví dụ như là hoàng thượng giá lâm rồi ta vẫn còn nghe rồi nghĩa là làm ơn hoặc là làm phiền mình đặt trước cái câu hỏi hoặc cái câu mình muốn làm phiền người khác. Lão cha bang bang wo làm ơn giúp giùm tôi một chút. Tôi bố chị sen trai của mỹ ở sửa Xin lỗi bây giờ tôi không có thời gian. Và chúng ta lưu ý là trong tiếng Hoa nó có một số động từ có thể dùng với cái hình thức lặp lại. Khi đó động từ được lặp lại phía sau nó sẽ đọc nhẹ đi Tức là khinh thanh nó không có thanh nào hết Và nghĩa của nó cũng giảm đi Mình tạm dịch là một chút hoặc là thử Ví dụ Bang 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 là giúp một chút Khan 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 là xem Khan khan là xem một chút So so là nói một chút Từ thứ 12 ta có từ chi chi âm hướng Việt là khứ Khứ thì có nghĩa là đi Ví dụ vé máy bay khứ hồi Tức là một lượt đi và một lượt về Hồi là về Chúng ta xem các cái ví dụ ở bên dưới. Mình thiên, nì chi lào sư gia ma? Ngày mai bạn có đi đến nhà thầy không? Mình thiên, nì chi lào sư gia ma? Nếu đi trả lời chi, nì nơ. Còn bạn thì sao? Chi, nì nơ. Bố chi, mình thiên, của cha dù sơ. Bố chi, mình thiên, của cha dù sơ. Không đi, ngày mai nhà tôi có việc. Ta lưu ý chúng ta luôn dùng cái động từ chính ở trong câu à, câu hỏi để mà trả lời nhé kế tiếp nữa ta có từ thứ 13 từ thứ 13 đó là từ lại lại âm không việc là like có nghĩa là đến chỉ cái hành động nào đi về phía mình á miễn thi anh đi lại mà ngày mai anh có đến không lại nina lại nina đến còn bạn thì sao Ủa về lại tôi cũng đến Kế tiếp người ta có từ thứ 14 là mãn Mãn, ông nói việc là mang Không thấy xuất hiện trong tiếng Việt nữa Có nghĩa là bận hoặc là bận rộn Ví dụ Sen dai ni ma Bây giờ bạn có bận không? Nếu rất bận nó là hình mãn Không bận nó là pua mãn Chúng ta lưu ý Bên trái của từ mãn ta có bộ tâm Còn gọi là tâm đứng Nó có liên quan đến tâm tư, tình cảm, suy nghĩ gì đó và chúng ta lưu ý cái từ pan và pan mạng đều có nghĩa là giúp. Nhưng mà cách dùng của nó thì có khác một chút ta lưu ý nè. Miễn thiên của chi bang nì ngày mai tôi đi giúp bạn. Miễn thiên của chi ni mạng cũng có nghĩa là ngày mai tôi đi giúp bạn. Nhưng mà cách dùng các bạn thấy nó có khác một chút. Về nghĩa thì cơ bản cũng như nhau. Như vậy nếu mà dùng từ pan mạng thì phải chèn cái đối tượng được giúp vào giữa hai cái từ pan và mạng nha. Cái tiếp ta có từ thứ 15 là từ L L âm hán Việt là liễu là Có nghĩa là rồi hoặc là đã Từ L có các cách dùng sau Thứ nhất đặt ở cuối câu để chỉ cái sự việc đã xảy ra rồi Ví dụ xèo quản chi lào sư chá là Xèo quản đi đến nhà thầy rồi có nghĩa là nó đang ở nhà thầy đó Xèo quản chi <laughs> lào sư chá là Ủa papa bà mama lại là bố mẹ tôi đến rồi Có nghĩa là bố mẹ tôi đang ở có mặt ở đây Kế tiếp nữa là từ này đặt ở cuối phân câu hoặc là cuối câu để chỉ sự việc chắc chắn xảy ra trong một cái tương lai gần có nghĩa là trong tương lai gần có cái việc gì đó nó sẽ xảy ra miễn thiên mùa mãn là ngày mai tôi bận rồi tôi không thể đi giúp bạn có nghĩa là có một cái việc gì đó chắc chắn ngày mai mình phải làm à. ví dụ hai papa mama miễn thiên mày của là Ngày mai bố mẹ tôi đi Mỹ rồi có nghĩa là kế hoạch đi Mỹ là không thay đổi Và ngày mai chắc chắn sẽ ra Kế tiếp nữa Từ lên này ta đặt ở cuối câu để chỉ sự việc đã có sự thay đổi so với trước đó Ví dụ của oh, ai nì là tôi không yêu anh nữa Có nghĩa là trước đây tôi từng yêu anh nhưng bây giờ không yêu Hoặc là thiên lần là trời đã chuyển lạnh rồi Có nghĩa là trước đây không lạnh nhưng bây giờ lạnh Thì chúng ta dùng từ đó hoặc là chín thiên án của bố mạng là hôm nay tôi hết bận rồi Có nghĩa là mấy hôm trước tôi có bận Bây giờ thì tôi không bận nữa Từ thứ 16 đó là Mỹ Quan Si Mỹ là chữ một nằm ở trong Mai một hôm trước ta có gặp rồi Nằm trong Mỹ vô Quan Si là quan hệ hoặc là mối quan hệ Mỹ Quan Si à, Với cái nghĩa chung của nó có nghĩa là không sao à, Hoặc là không có sao Mỹ quan Si dùng trong trường hợp có người nói xin lỗi mình hoặc là cái việc gì đó nó không có ảnh hưởng gì đến mình. À, ví dụ, tôi bố chị miễn thiên của dù sư là bố nặng lại ban nị. Xin lỗi, ngày mai tôi có việc rồi tôi không thể đến giúp bạn. Mỹ quan Si. Không sao đâu. À, trong đó từ quan si có nghĩa là quan hệ hoặc là mối quan hệ như vậy sư sơn quan si là quan hệ thầy trò có nghĩa là lầu sư hở sơn quan sĩ. Mối quan hệ giữa thầy với trò. Phận vô quan sĩ là mối quan hệ bạn bè. Ví dụ, Thá sư, nì phận mà, anh ấy là bạn của anh phải không? Bố sư, sư sơn, mình sơn quan Không phải, anh ấy là học trò của tôi, chúng tôi chỉ quan hệ thầy trò thôi. À, đến đây chúng ta xin kết thúc phần 1, phần 1 trên 3 của bài 4. À, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video clip này xin thân chào mọi người